Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm ha. Mình đang dừng chân cạnh một cái con thuyền hải tặc tiếp theo nè. Nãy giờ mình cũng có đi tìm sơ qua cũng được vài cái kiểu như là thuyền hải tặc giống như vậy rồi. Và chủ yếu mình lên đây để mình thu gom những cái trái bơm thôi, những trái TNT. Trên tàu hải tặc thì thường thường sẽ có rất là nhiều luôn. Đấy, mình chỉ việc lên đây rồi là bỏ túi thôi. Ngoài ra thì còn cho mình thêm thuốc súng để làm những cái pháo hoa giúp mình bay bằng cái cánh cứng nữa. Rồi, bỏ túi hết ha. Khá là nhiều luôn. Đây nữa nè. Rồi, thêm bên đây nữa. Đấy. Kho tàng TNT là đây chứ đâu. Khi nào hết thì cứ ra khơi và tìm thêm thôi. Rồi, như vậy thì mình đã có được khá là nhiều rồi. Và pháo hoa mình dùng cũng gần hết, nên mình sẽ chế tạo thêm mới được. Trong người mình có đem xeo mía để làm ra pháo hoa nè. Đấy, 50 trái là bài ha. Gãy cánh luôn. Rồi, với số lượng TNT như vậy thì mình nghĩ mình nên trở về nhà để chuẩn bị cho cái công cuộc ngày hôm nay thôi. Bay về nhà. Tầm 2 cái pháo hoa nữa là tới đó. Đây, tới nhà rồi. Đáp xuống. Và những cái cây này hình như mình phải cho nó ăn thường xuyên thì nó mới chịu lớn hay sao ấy. Hôm ra mình thấy nó cứ như vậy hoài luôn. Mệt mỏi thiệt. Trồng cây mà phải tốn thịt. Nó ăn kìa, cái mỏ nó ăn kìa. Ăn lia lịa luôn. Nữa nè. Đó. Rồi ăn đi mấy đại ca, mau lớn giùm cái. Mấy ngày, đúng là đừng tin lời quảng cáo mà. Nó bảo là 2 ngày nó lớn mà mình trồng nó cái tuần lễ có thấy lớn đâu. Lừa thiệt sự. Rồi TNT mình sẽ bỏ vô túi đi. Xong. Và hôm qua thì mình có mang về cái trứng. Ui nó mất tiêu rồi. Ui. Thôi xong rồi. À đây, nó bay lên đây hả? Rồi mình để đạp ra một cái. Để mình đi up cái trứng đồng Ender này luôn đi. Tại vì cái trứng rồng Ender này thì cách up nó khá là đơn giản á. Nên mình sẽ ưu tiên mình up trước. Còn có dịp thì mình sẽ up hết những cái trứng rồng đó trong một ngày sau đi. Mình up theo thứ tự thôi chứ giờ up ghiếc quá mình cũng không xây kịp mấy cái chỗ cho rồng ở ấy. Đây, mình sẽ đặt tạm như vậy. Sau đó cho trứng rồng lên. Rồi, mình đi khám phá xong về chắc trứng rồng sẽ vừa nở là vừa rồi đó. Canh vậy là chuẩn bài. công việc up trứng rồng cũng đã xong rồi. Mình sẽ cất những cái cục đá không cần thiết vô trong lại. Hôm nay thì chắc mình sẽ trở lại cái thế giới kết thúc. Tại vì ở bên đó mình còn một cái phần nhiệm vụ. Đó chính là mình cần phải tiêu diệt cái con boss tên là Shelterer ha. Đó, mình cần phải tiêu diệt nó. Thế nên phải trở lại thành phố kết thúc thôi. Mình làm theo cái nhiệm vụ nè. Đáng lý ra là mình phải khám phá thế giới hoàng hôn trước. Nhưng mà cái này mình quên mất rồi. Mình quất phát qua thế giới Dian luôn. Hơi có lỗi ha. Nhưng mà từ từ đi. Từ từ mình sẽ quay lại những cái nhiệm vụ đó sau. Còn bây giờ thì mình sẽ bay đi trở lại cái chỗ cổng kết thúc thôi. Để mình qua thế giới Dian đó. Những cái khu vực giống như vậy á, nó xuất hiện khá là nhiều ở bên cái thế giới Dian luôn nè. Và khi mình đọc comment á thì các bạn có bảo cái này nó sẽ lừa mình, khi mình kích hoạt lên thì nó sẽ cho mình trở về thế giới thường giống như là mình bước vô cái cổng kết thúc chỗ con rồng chết vậy á. Mình không biết cái đó có phải là sự thiệt không nữa, nhưng mà mình nghe nói vậy mình cũng hơi hoang mang nha. Kiểu như mình làm cho đã xong rồi nó cho mình về nhà ấy, như vậy thì không vui tí nào cả. Ở đây thì nó còn có những cái con slam của cái vùng này nữa nè. And slam, nhưng mà đây là phiên bản nó có cái cây trên đầu luôn. Ngộ nghĩnh thiệt. Khi giết thì chắc nó cũng rơi ra bóng chắc nhờn đúng không? Ờ, chính xác luôn. Ờ, bên đây lại có thêm một cái chỗ nữa nè. Ngon, thường trong đây toàn là sẽ có đồ ha. Ờ, cái này thì nó sẽ cho mình kim cương nè. Ngọc lục bảo. Ultimurai ingot. Ủa, cái này là gì? À, Ultimurai hình như... À, biết rồi. Đây là loại netherite phiên bản xịn nhất luôn. Nó ghép từ 8 cái netherite khác nhau nè. Để tạo thành một cái netherite thôi.
What the hell, hai cái luôn hả? Ngon vậy? Còn cái rương nào nữa không? Hết rồi. Ngon gì ta? Mới thấy hôm qua nay cho được cái đồ đúng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Coi bên đây còn cái nào giống như vậy không? Ui sao nó lót map gần quá vậy? Cái này là cái khoáng sản hay là cái gì vậy ta? À không, không phải khoáng sản, cái này là cái cây gì đó mọc trên cái thân gỗ thôi à, hết hồn. Tưởng đâu lộ khoáng sản mới nữa chứ. Hổm rài thì mình đang trên hành trình đi tìm cái con boss ở bên thế giới kết thúc nè, cái con boss Celter gì đó. Nhưng mà mình tìm không ra, còn đây là công trình gì nữa đây? Where the strangest thing grow. Đây là một cái khu vực mình thấy có sách nè. Rồi, có rương. Ủa, cái thùng này không có đồ. Come on, man. Ê, sao nó lượm mất tiêu cái kiếm mình ơi? À, trời đất ơi, trời đất ơi. Nguy hiểm vậy. Để mình đập ra coi. Cái cục này, à cái cục này mình mang về mình trưng bày vũ khí được nè. Đó. Còn gì khác? Mình thấy đằng kia có cái rương. Trúng bánh rồi. Vàng pha thuốc lụm luôn. Đập ra. Ơ kìa. Ủa? Hình như cái chỗ bỏ hoang này nó không có đồ. Ui giời ơi, tưởng đâu trúng anh. Như vậy thì cái chỗ này nó không có đồ. Mèn đét ơi. Tiếc vậy. Lâu lắm mới gặp công trình bên đây mà nó không cho đồ. Cay thế. Cất mấy cái món đồ mình tìm được vô đây coi. Bực thiệt đó chứ. Đi tiếp. Hơi buồn nha. Ở đây là chỗ gì? Ui. Corundum. Corundum. Hình như cái này là khoáng sản đặc biệt ở bên thế giới DN hay sao á. Cái này làm giáp được nè. Ngon. Giáp này còn xịn hơn giáp Nether Rift luôn. Được, hôm nay mình sẽ làm một bộ giáp mới ha. Cuối cùng cũng tìm ra một loại khoáng sản rồi. Ở trong này nó có quái. Khoan, trong này có quái nha. Không dẫn chơi được. Mà bây giờ mình muốn đào hết số này quá. Mình có đem theo block không? Có trái bơm nè. Đặt mấy trái bơm mình lên trên mình đào mấy cái khoáng sản này coi. Hình như cái này nó có thể áp dụng được dòng gia tài á. Nên mình đào nó rơi ra khá là nhiều luôn. Quá là đã. Đây nữa nè. 5 cái rồi. Hy vọng là cho mình đủ để làm một bộ đồ nha. Ngon vậy, công trình mà còn cho khoáng sản ở bên ngoài nữa. Bá cháy bò chét luôn. Đây nữa nè. Một hồi nhìn lại công trình chắc nó lủng lỗ tè le học me luôn quá. Mình vô mình đập á. Tứ lung tung hết. Đây nữa nè. Trúng mánh rồi, hôm nay là mình trúng mánh rồi. Bội thu. 15 rồi. Ủa hồi nãy còn áp dụng gia tài sao bây giờ xui vậy ta? 17 rồi nè. Đã. Gán đi, 24 là làm được một set đồ đó. Cố lên. 27 rồi, vượt chỉ tiêu rồi. Sướng nha. Rồi mình sẽ nhanh chóng mình cất vô trong ba lô trước. Và mình coi những con này nó có đánh mình không. Ủa những con này là giống như những con Suker nhưng mà phiên bản biết bay nha. Cái Suker mà nó mở cái nắp ra để nó bay ấy, kiểu vậy. Mình không thể bắn được, mình chỉ có thể dùng cận chiến để giết nó thôi. Ui cái này hay nè. Lạ, cái này lạ. Cái này đập được không? Lụm mang về luôn. Nó giống như là cái niệm lò xo gì đó, mình nhảy lên nó sẽ tưng lên nè. Đó, để mình bay lên trên cao ha. À, phía bên này nó có cái lòng spawn. Hèn gì. Qua đây mình đập đi. Và những con này hình như nó không có làm hại mình. Được vậy ta. Vậy thôi mình sẽ không có giết nó. Không có đập lòng spawn á. Để ví dụ mình có cần vỏ Suker thì mình qua đây mình farm cũng được. Úi. Hình như chưa. Hình như cái con Celter là nó trong công trình này hay sao á. Hồi nãy mình thấy ở dưới này nó có cái cục gì nè.
đúng rồi, ngay cục này luôn. Shelter on task, đúng rồi, chính xác là nó. Như vậy thì mình phải triệu hồi con boss ở trong công trình này và đánh đó. Thì ra nó nằm ở trong công trình này. Chắc mình phải về nhà một chuyến thôi, để mình lấy nguyên vật liệu triệu hồi boss cái đã. Theo như mình biết thì con boss này mình cần phải có một cái sao nether để triệu hồi nó ra và mình đánh nó. Khá là tốn kém á. Để mình quay xe về nhà cái đã. Lượm chút sao nether mang qua đây thôi. Hôm nay mới đi thôi mà thấy bội thu kha khá rồi đó. Quá là đã luôn. Sao nether thì lần trước mình cũng có nhặt được vài cái trong những cái công trình ha. Thế nên bây giờ mình chỉ cần mang thêm một cái thôi. Ồ, và đánh boss thì chắc mình sẽ thủ thêm táo đi. Táo vàng mình còn có 8 trái à. Hơi ít. Làm thêm mới được, mình nhiều vàng mà. Giá trị của những cái vôi vàng bây giờ mới dùng được nè. Đó, 27 trái. Tha hồ mà ăn trong lúc đánh boss luôn ha. Còn thiếu gì nữa không ta? Để mình nghĩ coi. Chắc không còn thiếu gì đâu nha. Rồi, hy vọng là vậy. Để chúng tôi quăng bển mỗi lần về, mỗi lần cực à. Vô, tới nơi. Trên này nó còn nhiều những cái corundum hoặc này lắm. Những cái quặng corundum này nè. Khá là nhiều luôn á. Tha hồ mà mình mang về chế tạo luôn. Rồi bây giờ thì mình cần phải đi xuống dưới này. Và sau đó mình sẽ triệu hồi cái con boss này bằng cách cho cái sao nether này vào đúng cái cục onta này. Đấy, vừa cho xong thì cái con boss nó đã xuất hiện phía trên rồi kìa. Và con boss này nó sẽ có một cái... Ui, thiệt tình, ngớt những cái niệm hoài. Nó sẽ có một cái cục để là TNT nè. Mình sẽ cho TNT vô đây á. Đó là lý do mà tại sao mình lượm rất là nhiều TNT cho những cái tàu hải tặc là vậy đó. Đấy, cách giết con boss này rất là đơn giản luôn. Cho nó chết bằng cách là đút TNT cho nó ăn ha. Nó nổ một hồi là nó banh xác nữa hả? Đấy, cứ như vậy thôi. Việc nhẹ mà lương thì khá là cao đó, mình nghĩ vậy. Mình còn 10 trái thôi. Không biết là đủ giết nó hay không nữa. Hy vọng là vừa đủ nha. 5 trái cuối cùng nè. 3 2 1. Trời ơi, không chết nổi. Phải tốn thêm một miếng nữa. Rồi, trái cuối cùng. Bùm. Chết chưa? Ừ. Ôi. Bây giờ nó lại tạo ra một cái cục gì nhỏ nhỏ trên kia kìa. À, hình như con boss nè. Thì ra lúc đầu là nó được bao bọc bởi cái lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ nó còn có 80 máu nè. Mình cứ việc đánh thôi. Ôi. What the heck? Nó đánh mình một cái nhiêu đây máu. Ui. Bảy fan. Nhỏ mà có vỏ nha. Rồi, something. Nó rơi ra cho mình những cái Void Crystal. Wow. Và mình xong cái nhiệm vụ, nó sẽ cho mình cái món đồ gì đây? Thêm một cái totem nè. Hai cái luôn. Ngon gì. Cái này thì mình có thể cho mình cái hiệu ứng anh hùng của ngôi làng cấp độ 5, để dành mình mua đồ giống như là săn sale vậy đó. Còn cái tô tâm này không biết có công dụng gì nữa. Hôm nay tô tâm. Thôi, cái này chắc chắc mình bỏ túi trước đi. Bỏ túi. Còn cái Void Crystal thì nó là hình như là nguyên vật liệu. Chính xác, nó kết hợp với cái quặng Corundum này để mình làm ra bộ giáp á. Quá dữ luôn. Vì là hôm nay chúng ta sắp có giáp mới mặc rồi. Bá cháy, cắt vô mới được, về nhà tính tiếp. Trong này nó còn rương không ta? Mình bay lên cái. Ui, bắt chớ máy bay được. Bay lên. Coi trên này nó còn cái gì không? Hình như trên này nó cũng không có rương luôn. Vậy hết rồi. Ok. Và ngoài ra thì cái quặng Corundum này nó chỉ làm được dụng cụ. Ủa, có cái cuốc nè, có kiếm luôn. Được đó nha. Một xíu mình sẽ cân nhắc về việc làm cái kiếm Corundum này hay không á. Còn giờ chắc mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá một xíu đi. Bên này nó lại có thêm một cái chỗ này nè. Giờ cho thêm vài cái quặng
cái quận Netherite Ultimate nữa là ngon nè. Netherite Ultimate. Yêu, cái này không xịn bằng rồi. Ôi, ôi. Cái gì đây? Bản đồ nữa, lại một cái bản đồ dẫn tới thành phố kết thúc. Ok. Bản đồ này mình cần phải đi tới đi về hướng Tây Bắc. Tây Bắc hướng bên này. Ủa cái này là con gì á? Ủa con mực. Con mực mình tưởng cái quả điệp khúc mà. Ủa nó chết rồi. Tưởng đâu quả điệp khúc mà biết chạy chứ, biết bay chứ. Hú hồn thiệt. Này nè, nữa nè, nữa nè. Nó có con mắt nè. Này thì mực nè. Tới công chuyện luôn, đây là công trình gì nữa đây? Ủa đây là một cái công trình gì nữa? Nhìn ghê vậy. Không biết trong công trình này nó có... Ồ, có rương. Ồ, nhưng mà rương chỉ cho mình vàng thôi. Ồ. Tưởng đâu trúng anh. Rồi ok, lỡ vô đây rồi mình sẽ dạo một vòng coi coi. Ngoài ra thì nó còn có boss hay không nha. Biết đâu bất ngờ. Mình phải khám phá hết cái khu vực này mới được. Với cả hình như cái này là một cái mê cung á. Mà về việc khám phá mê cung thì chắc chắn 99% là mình bị lạc rồi. Nên cứ tự tin mà đi thôi. Đấy. Ui. Lần này không lạc nữa, lần này mình tìm được đường ra rồi. Quá xa đã luôn. Thôi mình sẽ đi về hướng hướng này là hướng... Ui. Hướng bên phải. À. Hướng đông bắc. Tầm bậy tầm bạ không. Mình phải đi về hướng đông bắc mới đúng nha, chứ không phải hướng tây bắc nha. Để mình đi tới cái chỗ thành phố kết thúc. Ủa và đây lại có thêm chỗ đánh boss nữa nè. Nhưng mà bây giờ mình đã có những cái void crystal rồi, nên mình sẽ không cần đánh thêm nha. Tiết kiệm thời gian một xíu. Nè quá trời luôn nè. Tới hồi thiệt chứ. Tới hồi tìm không ra. Tới hồi xuất hiện cả đống luôn. Rồi thì một tẹo nữa là mình đã tới chỗ quánh boss rồi. Ủa gì? Thành phố kết thúc rồi. Giết bị liệu thiệt chứ. Rồi. Đi về hướng tây lại. Đây, let's go. Tới chưa? Có vẻ khá là xa đây. Rồi, gần tới rồi. Và cái thành phố này hình như nó nằm giữa khoảng không luôn hay sao á. Ui đây nè. Kìa, thấy là trước mặt mình rồi. Và cái chỗ này thì giống như cái chỗ gần tháp đánh boss nè. Nó không có đồ đâu. Làm mình mừng hụt hồi nãy rồi. Giỏi thiệt sự luôn. Ủa? Phía dưới thành phố kết thúc có cái con gì nè. Ê quên. Gặp mấy thánh ăn copy rồi, gặp mấy thánh copy này né ra. Eo. Xin lỗi. Căng thẳng vậy, cái này là... Đừng. Wow. Bubble Golem. Cái anh này. Ui da. Mình bị nhiều mấy cái con Mimikyu dí quá. Mình sẽ tìm cách mình đánh anh Bubble Golem này. Coi ảnh sẽ cho mình đồ gì. Khá là trâu á. Ui u. Vừa bị mấy con Mimikyu đánh. Vừa bị anh Golem này đánh. Ui à, dạ, ui. Đau. Kết thúc thôi. Ồ, rơi ra cái cục gạch với mắt của Ender ha. Rồi bây giờ mình bay cái nè. Mình nghĩ là mấy cái con Mimikyu nó không biết bay đâu. Đấy, chính xác. Nhưng mà trên này nó còn đông hơn nữa. No. Sao đối xử với tôi như vậy? Thiệt luôn á. Qua đây bây giờ hết sợ Enderman rồi, sợ mấy cái con Mimikyu thôi. Tại vì nó ép người quá đáng nên mình mới dùng cách này thôi nha. Chứ mình không có muốn dùng cách sở trường của mình như vậy đâu. Đây, lại có thêm mấy cái này mình lượm mang về. Trưng bày đồ là hết sảy luôn. Tại vì để đồ lên nó sẽ xoay á, nhìn đẹp lắm. Rồi, về để dành trưng mấy cái trứng rồng á. Là quá xa đã luôn ha. Rồi, giờ thì đi xuống dưới coi có rương không. Chẳng lẽ không có rương. Đấy, thấy chưa, không có rương thiệt luôn. Trời đất ơi, thành phố kết thúc gì mà dởm như không biết nữa. Thua cái thành phố kết thúc hôm bữa mình tìm được đó. Ồ, hơi đáng tiếc. Thôi mình té đây, để không thôi tới công chuyện nữa.
Công việc đầu tiên sau khi trở về nhà đó chính là mình sẽ gom những cái Void Crystal nè, rồi Corundum này ra mình làm một bộ giáp riêng cho mình ha. Hôm nay là có giáp mới mặc là bá cháy rồi. Rồi giờ thì mở bàn chế tạo lên. Mình sẽ làm lần lượt từng bộ phận ha. Đầu tiên là cái nón trước đây. Ui cái nón này nhìn hơi bị đẹp á. Mình thấy như nó có sừng nè. Trời đất ơi, có sừng là thấy khoái khoái rồi. Giờ tới cái áo đi. Đây cái áo. Xong chúng ta sẽ làm thêm một cái quần. Và cuối cùng là một cái đôi ủng luôn. Xong một set đồ nhanh gọn lẹ. Và mình sẽ thử cường hóa nó lên sơ sơ để cho nó tốt hơn ha. Thử thôi. Đào nhanh như nước. Bảo vệ. Bảo vệ khỏi lửa. Chậm hỏng. Ồ, cho đúng chậm hỏng thôi. Bảo vệ 4 nè. Chậm hỏng 3. Ủa sao nó... À, mình hết ngọc lưu ly mất rồi. Cho thêm ngọc lưu ly vô để dành enchant luôn coi. Cho vô. Đây. Chậm hỏng 3 tiếp nè. Và cái nón. Hô hấp. Hô hấp. Bảo vệ khỏi lửa. Chậm hỏng. Trời đất ơi. Rồi, và... Sau khi mình ép sơ sơ qua thì mình sẽ thử mặc vô nguyên một set coi coi nó có đẹp hay không nha. Áo. Wow, và cái nón nữa. Ui trời ơi. Nhưng mà nó không có sừng giống như trên này. Ờ, mà nhìn nó giống như một cái vương miện hơn á. Mà nó che ngang cái ngay cái phần mũi mình nhìn cũng ngộ ngộ thiệt. Nói chung thì cái set đồ này khá là trâu luôn. Giáp nó cho dư qua cái ống giáp bình thường luôn cả. Quá dở. Và mình coi coi cái bộ phận nào còn yếu. Như là cái ủng là nó chưa có chậm hỏng nè. Ủa gì? Nó chưa có bảo vệ nè. Mình sẽ tìm một cái món nào đó có bảo vệ mình ép vô. Để cho nó có dòng bảo vệ luôn. Bảo vệ 2, bảo vệ 2 gấp lại bảo vệ 3. Bảo vệ 3. Bảo vệ 2 nữa. Đây bảo vệ 4 luôn nè. Ngon. Được được được. Mình sẽ dùng cái nón bảo vệ 4 này mình tách ra. Xong mình sẽ ép vô cái ổng của mình ha, cho nó có dòng bảo vệ 4 luôn. Ui tầm bậy ép bên đây mới đúng. Đây cho vô. Đó, vậy là có chậm hỏng với bảo vệ 4 rồi. Quá ngon. Giờ thì tới cái áo nè, cái áo cũng chưa có bảo vệ nè. Mình sẽ enchant từng món đi. Cái này có bảo vệ 3 thôi. Ôi có vẻ là bây giờ mình dần cạn kiệt những cái đồ xịn rồi. Cái nón kim cương thì sao? Cái nón kim cương thì... Nó cũng có bảo vệ đó. Nhưng mà nó sẽ phí cái dòng hô hấp quá. Ôi mà hô hấp mình có rồi hả? Ok, như vậy thì chơi thôi. Mình đã có hô hấp rồi nên mình không có tiếc nữa. Rồi, ép vô luôn. Cho mình một cái áo có thêm dòng bảo vệ 4 nữa. Là cái set đồ này khi mình đi khám phá là bao trâu luôn á. Quá dữ luôn. Có phần nón thì nó có bảo vệ khỏi lửa thì mình nghĩ... Cũng có thể cần thiết trong tương lai ha. Nên cứ giữ trong cái set đồ này đi. À, còn bây giờ thì mình sẽ trả lại cái set đồ Netherite bình thường lại. Làm kỷ niệm. Ui ui ui. Mình ép dòng gai mình đập vô cái giá chơi đồ nó cũng bị phản đam nữa nè. Ác chưa. Trong tương lai thì chắc mình phải tìm một cái ngôi làng nào đó. Mình tìm cái quyển sách sửa chữa thôi ha. Chứ tầm này không có sửa chữa ép vô giáp xịn là hơi uổng á. Rồi, như vậy thì có một set đồ mới. Ấy, quên. Mình có tìm được những cái quặng Netherite mà phiên bản Ultimate nè. Mình đã có giáp xịn rồi nên mình muốn ép cho cái kiếm mình cái quặng này quá. Ây da. Coi cây kiếm đâu? Đây. Cái kiếm nó có 8 sát thương thôi. Nhưng mà mình sẽ có nhận thêm những cái buff á. Được á ta, mình muốn thử quá. Nhưng mà đầu tiên chắc mình sẽ tách dòng enchant trong cây kiếm này ra đi. Ủa sách đâu hết rồi? Đây, sách đây. Tách hết ra luôn á. Để em thôi mất ổn. Đâu, sách. Sắc bén 5, nhặt 3 chứ đâu có ít đâu. Rồi, tách ra trước. Sau đó mình sẽ làm một cây. Ồ đúng không ta? Nhưng mà bây giờ phải cần có kiếm Netherite mà ta. Mình có hai cái lấy đâu ra trời. Tôi xong rồi. Bị dụ rồi. Mình không có... Cây té nhờ mình không có Netherite.
Thôi vì mình làm cây kiếm bằng cái quặng corundum này ha. Chán thiệt luôn á, tưởng đâu ảo tưởng sức mạnh thiệt. Đây thôi, làm cây kiếm corundum đỡ đi. Rồi cái quặng này thì ui, chính đam đâu ít đâu, mạnh hơn kiếm kim cương á. Không đùa, enchant thử coi. Mình sẽ thử enchant một cây kiếm hoàn toàn mới. Tại cái quyển sách này trong tương lai mình sẽ ép vô cây kiếm ultimate, kiếm netherite ultimate, nên mình sẽ không có dùng đâu. Tiết kiệm một xíu, sẽ cho vô. À mình hết level mất tiêu rồi. Come on man, buồn vậy. Hại thay ma nè. Sắc bén 4. Wow, sắc bén 4 kìa. Phải gán cậy kinh nghiệm để mình ép vô cây kiếm thôi. Sắc bén 4 đi qua đèn. Đi farm Enderman. Farm Enderman là cách nhanh nhất để có kinh nghiệm. Mày nó ơi, đâu ra cái con Naga này vậy? Hôm nay con bay tới nhà mình nó tìm mình luôn cả. À, láo, cho người ném một kiếm của ta. Kiếm của ta hơi bị xịn nha. Ừ, quýnh ta đi. Ui, Reaper nữa. Ouch. Trúng độc. Bắn nó. Ui, nó xoáy hơi bị đau nha. Nó gần chết rồi. Yes, mình đã giết được nó. Trời đất ơi, Reaper làm thêm lỗ đây, hôm bữa mới gian lỗ rồi, nay thêm lỗ nữa. Tới công chuyện thiệt luôn á chứ. Bây giờ thì mình sẽ vô trong để enchant cái dòng sắc bén vô cây kiếm của mình nha. Như vậy thì cái kiếm của mình nó sẽ tăng lên bao nhiêu sát thương đây? Mình nghĩ nó cũng lên cỡ 11 chứ không ít đâu. Bùm. Mong rằng là vậy. 11,5 luôn. Xuất sắc. Nhưng mà nó không có chầm hỏng nên dùng chắc nó cũng sẽ mau hư đó. Hơi lo nha. Và với cái răng của con Naga thì trong tương lai mình sẽ làm thêm được những cái lọ thuốc kháng độc rồi. Mình có 3 cái răng. Tổng hợp là mình sẽ làm được 3 mẻ thuốc là 9 bình. Ồ, lúc đó chắc quẩy hơi bị đã bên thế giới địa ngục rồi. Trong tương lai chắc sẽ có một màn comeback đây. Ê, quên cái vụ trứng rồng. Trời đất ơi, nãy giờ già chuyện cái trứng rồng tới đâu rồi? Em rồng nở rồi nè. Rồng Ender đã nở rồi. Hôm nay quá trời tin vui luôn. Mình sẽ đi lấy cá cho rồng ăn. Cá đây. Cá hôm bữa cậu còn. Em ăn nè. Thương phúc. Yes, em rồng đã chịu về đội của mình rồi. Rồng Ender nhỏ nhìn dễ thương vậy. Cái đầu tao đùng nhìn đúng tiếu luôn. Mà chắc mình phải dời em này đi ra bên ngoài một xíu. Tại vì nếu mà đứng trong đó thì trong tương lai bự lên á, thì mình sẽ rất là khó để mình dời ra bên ngoài. Nên bắt buộc từ lúc mà còn nhỏ là mình phải đưa ra bên ngoài liền. Ủa dạ. Đây, đi ra ngoài cục. Cục vàng. Đi, cái này. À không, cái này là cục đen chứ không phải cục vàng. Đen thui tui lười vào cục vàng cái gì. Rồi, ngồi đây. Rồi, ngồi yên giùm cái nha. Buộc vô đâu cho chắc vậy ta. Thôi, khỏi buộc đi. Rồng chắc ngoan mà. Xong. Hôm nay thì nhân dịp có giáp mới thì chắc mình sẽ đi quẩy đi. Tầm này không đi quẩy thì hơi phí. Làm thêm pháo bông. Xong. 38 cái à, 38 cái còn hơi ít đó nhờ. Mình sẽ dự trữ thêm một ít nữa. Mía thì trong đây. Đó, bỏ vô ba lô đi. Hết thì mình làm thêm ha. Ngủ giấc rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ có một chuyến khám phá xung quanh những vùng đất mới. Tại vì tính ra hôm gài á, mình đi khám phá những cái vùng đất bên những thế giới khác hơi nhiều. Chứ bên đây thì mình ít khi đi lắm luôn á. Lâu lâu mới đi không mà. Hôm nay có giáp mới là đi quẩy liền. Dễ gì mà không đi quẩy được. Lại gặp thêm một cái ngôi làng rồi nè. Chắc bây giờ mình sẽ tích cực vô làng để mình tìm những bác thủ thư quá. Ngôi làng này thì cũng tương đối gần nhà mình á. Ồ, có chiến binh. Ồ, ngại chết đi được, lần nào vô làng cũng có ít ngọc lục bảo mang về nhà hết. Ngại quá. Ui, hồn, chiến binh không có quánh mình. Không là tới công chuyện nữa. Không có nhà bác thủ thư hết ta.
Hình như ngôi làng này không có bác thủ thư rồi. Một cái cái igloo nè, đường vào nó bị lá cây che rồi. Có đường xuống dưới lòng đất luôn. Giấu chơi mà giấu là như nào? Rồi đồng hiểu luôn rồi. Trứng đồng băng. Vô tình lụm được thêm trứng đồng nữa. Mình có thuốc yếu đuối. Ok luôn, chữa bệnh luôn. Hôm nay làm bác sĩ luôn, chữa bệnh cho dân làng bị nhiễm zombie nè. Cho ăn, cho uống thuốc trước. Rồi. Cài giật chưa? Rồi đó. Làm từ từ là sẽ thành người dân lại bình thường thôi. Cái quá trình này hơi lâu ha. Để cho dân làng từ từ hồi phục đi. Mình lên trên mình tìm cái bác thủ thư tiếp đây. Ngôi làng này là phiên bản trong rừng nha. Ui sao lại có dân bay ban ngày? Ê, đi đâu vậy? Hết chuyện. Ui sao mấy con dân bay nó xuất hiện ban ngày luôn vậy? Mình không tới kịp là ngôi làng này toang rồi. Bị con dân bay nó cắn cho chết hết á. Có bác thủ thư đây không? Không có. Gặp một lần hai cái ngôi làng kế bên nhau luôn. Nữa nè. Zombie bây giờ nó lộng hành quá. Ban ngày mà nó đi như ban đêm vậy đó. Tung xuống đi. Cho mấy bác chạy vô nhà bớt đi. Khu vực này hơi nguy hiểm nha. Phong tỏa lại mới được. Rồi ngôi làng này toàn là nông dân không luôn. Nông dân chăm chỉ không. Không có bác nào chịu làm nghề liên quan tới sách vở đó. Lúc trước á, mình từng nói là mình sẽ thu phục những em hắc cẩu đúng không? Và bây giờ tình cờ gần nhà mình cũng có hắc cẩu nè. Mà hắc cẩu này nó hơi ngã màu xám á. Nhưng mà cũng hơi đen á, mình sẽ thu phục luôn. Úi, một cái được luôn nè. Ồ, đúng là bạn tốt. Bên đây có em bạch cẩu. Về đợi anh luôn đi. Yeah, một em thu phục bằng 2 khúc xương, một em thu phục bằng 1 khúc xương thôi. Đúng là bạn tốt. Rồi, bây giờ thì chỉ mất có 3 khúc xương mà mình có được 2 em chó sói mang về nhà. Để canh chừng những cái con zombie hoặc là những con xương láo tét lại gần nhà là quá là tuyệt vời rồi ha. Bầu bạn chung với những bé rồng nữa. Đi, về nhà. Kế bên nhà luôn mới chịu nha. Ui, lột hố giờ. Vô đây, đi về nhà. Rồi, giờ mỗi em sẽ có nhiệm vụ là canh gác một bên. Đây, qua đây. Qua đây. Rồi. Vô. Hắc cẩu đây. Bạch cẩu ở đây. Qua đây nè. Chính xác. Rồi. Mỗi em ngồi bên nha. Đã. Giờ ở nhà có 2 em hắc và bạch cẩu rồi. Quá là vui luôn á. Và nói chung, bữa nay là bữa mà mình hên nhất. Hổm rài luôn á. Vừa có giáp mới nè. Vừa có một bé rồng mới đang ở trên gác kìa. Ngoài ra thì mình còn làm thêm một cây kiếm mới. Và trong tương lai thì mình sẽ còn nâng thêm một cây kiếm. Nó có thêm những cái khả năng siêu việt khác nữa. Từ từ thì mình sẽ làm nếu như mình có đủ netherite đó. Và mong rằng mình sẽ sớm đủ netherite để làm cây kiếm đó luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.